Giá Thành Hân chào đón quý vị quay trở lại với Giá Thành Show trên đài VBS. Thưa quý vị, lúc nãy chương trình của chúng ta đang có sự xuất hiện của diễn viên Jennifer Lynch, người vừa mới hoàn thành xong bộ phim Kung Fu Ghost của cô ấy và đang được đưa đi trình chiếu ở San Diego, rồi ở bên Âu Châu là có Netherlands. Và xin thưa quý vị, diễn viên Jennifer Lynch. Hello. Thưa quý vị có thấy ngồi kế bên diễn viên Jennifer Lynch đó là anh Shane Alexander. Người lo về võ thuật và những cái vấn đề an toàn trong phim bộ phim hành động 2 võ thuật Kung Fu Ghost của Jennifer Lynch. Hi Shane Alexander. Yeah, yes. Shane Alexander. Xin chào các bạn. Wow, that's awesome. How did you learn that? In the car on the way here. In the car. Wow. Jennifer teaches you? Yeah. Wow. Yeah. Awesome. Took about an hour. I'm a very good director. Oh, wow. Như nãy Jennifer có giới thiệu vì phim của Jennifer toàn là những người gọi là đẹp trai quý vị. Và đây anh Shane Alexander là một người chỉ đạo về võ thuật, lo về võ thuật thôi mà đã đẹp trai như vậy rồi. Không biết là diễn viên chính còn cỡ nào nữa ta? Rất là trai, phải coi phim mới biết được. Cho nên ngày 24 tháng 8 nhớ mở truyền hình Mỹ lên coi. So Shane Alexander, how was it like to work with Jennifer? Was it fun or was she tough? she's pretty tough. She's pretty tough. Uh-huh. It was a super fun to work with Jen. So we rehearsed a lot before we started filming, so we got to know each other really well, very comfortable. A lot of nights training and long nights. So, and when it came down on set, it all showed, and Jen kicked butt and literally and rocked it. She killed it. She did such a good job. Oh wow. Yeah. Thú vị, hồi nãy Gia Thành hỏi anh Shane Alexander là làm việc với Jennifer có vui không hay là bị Jennifer ăn hiếp. Thì anh Shane anh kể rằng là làm việc Jennifer rất là vui. Jennifer học võ, hai người tập luyện rất kỹ trước khi ra phim trường để mà quay. Cho nên hai người có được những cảnh phim hành động rất hấp dẫn. Và nếu quý vị muốn xem thì quý vị có thể đón xem bộ phim Kung Fu Ghost của Jennifer. Trong đó có những cảnh hành động mà do anh Shane Alexander xử lý và ở trên cho cái phim của Jennifer. Đúng thưa Jennifer hả? Yeah, so Shane Alexander là stunt coordinator, and then Jennifer có anh Jason Trường ở Canada, and then anh Jason Trường là người Việt của mình, là anh là action director, là chỉ đạo võ thuật. No, action director có nghĩa là ảnh dàn dựng cái mấy cái cuộc đánh. And then sau đó Jennifer có một cái người Canadian khác tên là Daniel Forbeaver, and Jennifer bay hai người đó từ bên Canada qua đây để làm phim với Shane and Jennifer. À, như vậy là trong bộ phim Kung Fu Ghost của Jennifer có tới 3 người lo về võ thuật thưa quý vị. Yeah. 2 người ở bên Canada, trong đó có một người gốc Việt đó là Jason Trương. Yeah, Jason Trương, còn một người ở Mỹ đó là anh Shane Alexander. So did you have to learn a lot about like kung fu and all the other like karate or anything? Yeah, well, that's my background mostly was the martial arts, so I was pretty much in my nature there. Learning a few new things that Jason had designed, took some time, some different moves that I've never done before. But martial arts background definitely helped me pick it up pretty quick. So did learn a few things here and there though. Yeah. Uh-huh. She put me in an arm bar one time. We learned that one. She climbed on top of me, put me in an arm bar, pulled me down to a couch. Yeah, so. Arm bar thì là của bên MMA, the mixed martial art. Thầy American teacher teach differently, and then anh Jason Trường thì có thêm Hapkido, và cũng hơn là anh Jason Trường có Taekwondo, cho nên nó cũng dễ dàng để hợp với nhau. Tại vì khi mà anh làm một cái bộ phim hành động á, thì tùy theo cái võ thuật riêng của mỗi người thì anh phải nói cho cái người action designer biết là tay trái tay phải, hoặc là chân trái chân phải, chân nào mà đánh đẹp hơn, hoặc là chân nào đá đẹp hơn, như nó hoặc là cái thể loại giống như là cái thể loại hành động nào, hành động đánh theo kiểu Trung Quốc, hay là đánh theo kiểu Hàn Quốc, hay là đánh theo kiểu Thái Lan rồi này kia. Thưa quý vị, nãy Gia Thành hỏi anh Shane Alexander về cái anh Shane có phải luyện tập võ nhiều không, thì anh kể là anh có cái background về võ thuật, cho nên anh khi mà đóng phim anh chỉ cần nhận được thêm sự hướng dẫn từ anh Jason Trương và những cái
thế võ để mà sao lên phim để mà có thể thể hiện được một cách đẹp nhất để mà khi mà lên phim quý vị có thể xem được. Jennifer, khi mà đóng phim với anh Shane đó, thì có kỷ niệm vui nào không? Hai người lúc mà tập võ đó có cái gì vui không? Hồi lúc mà luyện võ á, thì cái chỗ luyện võ nó bị đóng cửa cho nên đi ra trước đi ra cái chỗ đó, bữa đó người ta có một rất là nhiều police, like the whole San Diego Police Department are there, and then Sam với lại Jennifer phải giấu mấy cái dao, tại vì có mấy cái dao cái dao giả phải giấu cái dao hay là dùng cái viết á thay cho cái dao, and then mấy cái người police San Diego Police Department tới đó nhìn, and then Jennifer nói ok nhìn thôi như chứ đừng chứ đừng có bắt chước mấy cái kiểu này tại vì mấy cái loại mấy cái cánh đắt đó là thật á, là mình có thể sử dụng trong mình ra đường mình có thể đánh lộn được, có thể mình tự vệ được, tự vệ được. Cho nên là nguyên một cái San Diego Police Department họ đi ra họ coi họ chụp hình này kia cũng vui. Như vậy là nhờ cái phòng những cái phòng luyện tập họ đóng cửa vì đại dịch trong 2 năm vừa rồi đó mà Jennifer được ra ngoài tập luyện võ thuật với anh Shane Alexander, và từ đó mà được quen biết với rất nhiều cảnh sát ở San Diego. And then hiện giờ thì công ty của Jennifer đang nói chuyện với bên Camp Pendleton, tại vì công ty Jennifer muốn đưa cái phim vô chiếu tại Camp Pendleton cho những cái người người chiến sĩ của mình á, miễn phí, không tính tiền. Tức là mà sẽ đem bộ phim lên để chiếu cho những người làm trong quân đội Hoa Kỳ. Trong quân đội Hoa Kỳ để những anh em trong quân đội có thể xem để mà vui, rồi nhiều khi họ có thể xem để họ rút kinh nghiệm từ những cái thế võ trong phim. Tại những anh em trong quân đội Hoa Kỳ họ có nhiều cái thế võ cũng hay lắm ạ. Really good. Nhưng mà tại vì Jennifer rất là muốn ủng hộ những cái người soldier của mình, nên just like đưa phim để vô Camp Pendleton chiếu cho họ miễn phí, không tính tiền. Và như vậy là cũng cảm ơn Jennifer rất nhiều đã nghĩ đến những người mà làm cho chính phủ Hoa Kỳ, những người làm cho quân đội, để mà cho họ có những cái niềm vui giải trí bằng cách xem những bộ phim của do người châu Á của chúng ta làm, để nhiều khi họ cũng có thể hiểu hơn những cái văn hóa của người châu Á, đúng không ạ? Tại vì những cái người làm trong quân đội Hoa Kỳ nhiều khi họ đi nước này nước kia, họ sang Đại Hàn, họ sang Nhật Bản, họ sang những cái nước về châu Á, thì họ hiểu về cái văn hóa người châu Á qua những cái bộ phim mà họ xem ở Mỹ, đúng không? And then Jennifer chỉ muốn là họ là soldier, cho nên công việc của họ cũng rất là vất vả, and then you know drama, cho nên Jennifer chỉ muốn họ có 1-2 tiếng đồng hồ vui vẻ, you know, vui vẻ. Một số họ có gia đình ở trong trong cái trại luôn, cho nên có thể 1-2 tiếng đồng hồ vui vẻ với bạn gái là vợ con này kia. Wow, that's awesome. Cảm ơn Jennifer rất nhiều. Nói về cái bộ phim của mình, thì bây giờ bộ phim của mình có Jennifer có tính dịch ra tiếng Việt không? Hiện giờ khi mà cái người distributor của Jennifer, nếu mà họ có hợp đồng với đất nước nào thì đều có subtitle trong cái đất nước đó. Như vậy là bộ phim của Jennifer Kung Fu Ghost sẽ ví dụ như mình có hợp đồng với những cái đất nước như Nhật Bản hay Đại Hàn thì mình sẽ có subtitle của tiếng Nhật, tiếng Hàn. Nhưng mà mình có ưu tiên cho cộng đồng người Việt của chúng ta không, bằng cách là mình lồng tiếng Việt vô để cho dễ xem, chứ xem phim bằng subtitle nhiều khi cũng mỏi mắt lắm ạ. Tiếng Việt Jennifer lồng được cái người đóng vai ông nội á, người đó không phải người Việt, người đó là châu Á nhưng mà Philippines. Cho nên Hiền không biết nói tiếng Việt đâu. Gia Thành có xem cái poster của phim Kung Fu Ghost thì thấy ông đó ông giống như ông sư phụ trong phim Karate Kid vậy, đúng không? Là trong phim ông cũng đóng cái vai gọi là huấn luyện võ thuật cho Jennifer hay sao? Cái người diễn viên á thì còn trẻ, cái đó là cái make up, and then he shaved his head. He cắt tóc rất là nhiều, and then he shaved his head. He cạo đầu. And then Jennifer dạy võ cho him cũng 2-3 tuần. Tại vì cái phim võ thuật của Jennifer, cái cách ngồi, cách đứng, cách đánh á nó phải đúng cách.
Cho nên thì cái người viễn viên đó cũng học cái cách đánh như vậy cũng 2-3 tuần. Anh Hy tự làm stunt của em luôn, khi mà té là Hy tự té. Như vậy là cái người diễn viên đó họ tự đóng luôn những cái cảnh hành động mà họ không cần diễn viên đóng thế, đúng không Jennifer? Tất cả các phim của Jennifer không có người đóng thế, tại vì cái đó là cái cách của Jennifer làm phim. Nếu mà không có tự té tự đánh được thì Jennifer không có thể mướn được. Như vậy là trong những bộ phim mà hành động của Jennifer có hài hước nữa, nhưng mà những cái cảnh hành động là do chính diễn viên họ đóng luôn quý vị, đó là một cái điều rất đặc biệt mà không có sử dụng qua những diễn viên đóng thế, tức là những cái người mà diễn viên đóng phim của Jennifer họ phải có võ, họ phải biết bay nhảy, né tránh những cái đòn thế trong bộ phim. Cảm ơn Jennifer rất nhiều và cảm ơn anh Shane Alexander đã xuất hiện trong chương trình Gia Thành Show ngày hôm nay, kể cho chúng ta nghe những kinh nghiệm làm phim và những cái điều mà chúng ta ít biết từ cô diễn viên Jennifer Lynch, một trong những người hiếm hoi, người gốc Việt của chúng ta mà dám làm phim ở trong cái dòng chính của Hoa Kỳ, làm bằng phim bằng tiếng Mỹ để mà đưa chiếu ở Mỹ, rồi chưa chiếu ở Âu Châu, rồi chiếu qua các nước châu Á khác. Cảm ơn Jennifer. Thank you, Shane. Thank you. Thank you. Could you say anything in Vietnamese to the Vietnamese audience? Okay, remember that. So, chúc các bạn hôm nay vui vẻ. Hôm nay vui vẻ. Xin hẹn gặp lại. Xin hẹn gặp lại. Xin hẹn. Hẹn. Xin hẹn. Gặp lại. Gặp lại. Oh wow. I'm working on that one. Oh, that's awesome. Quý vị có biết không, anh Shane Alexander chỉ mới học tiếng Việt trong cái quãng đường mà từ San Diego lái lên khu Lido Sài Gòn của chúng ta, tức là có khoảng có nửa tiếng hay tiếng trước đó thôi mà tiếng Việt của anh rất tốt. Your Vietnamese is awesome. I'll take your word for it. Alright, thank you so much. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Gia Thành Show. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Gia Thành Show lần tới. Bye. Bye.